Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn và quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã dự lễ ra mắt mô hình chính quyền thân thiện tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt chính quyền thân thiện, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa đã và đang áp dụng nhiều cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động công vụ. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chọn nơi này là nhằm mong muốn nhân rộng chính quyền thân thiện trong toàn tỉnh. Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói và mô hình 60 phút vì dân, thân thiện hành chính là những hoạt động nâng cao sự phục vụ của người dân tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Nhờ đó, từ đầu năm 2024 đến nay, phường đã tiếp nhận giải quyết hơn 318 bộ hồ sơ thuộc các lĩnh vực sao y, chứng thực, tư pháp, hộ tịch, địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường, v.v. Ngoài giờ hành chính, phường Tân Phong còn tổ chức trao 40 giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, 35 thư chúc mừng, 17 thư chia buồn cho người dân trên địa bàn. Địa phương còn bố trí cán bộ hướng dẫn người dân làm hơn 450 hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giao trả 28 hồ sơ miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, người khuyết tật, người già neo đơn. Về cái nội dung thực hiện của quan điểm của phường Tân Phong, khi đến phường thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện cái 4 cái xin, xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép, và 4 luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ. Và chúng tôi, cán bộ công chức phường Tân Phong cũng sẽ quyết tâm thực hiện cái 5-0, không cử quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà, cũng như là không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, không tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm, không xu nịnh, chạy chọt, gian dối, không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ. Và những các tiêu chí này chúng tôi đều đánh giá công tác cán bộ công chức hàng tuần và hàng tháng theo các bản tiêu chí. Phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa cũng cho biết sẽ nỗ lực xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ với phương châm chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả. Trong đó, phường sẽ nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường các hoạt động đối thoại, thăm hỏi, chúc mừng, động viên các tổ chức cá nhân, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt mô hình chính quyền thân thiện tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ công chức có vai trò rất quan trọng, đảm bảo hiệu quả của mô hình chính quyền thân thiện, nên mỗi cán bộ công chức cấp xã, phường, nhất là bộ phận một cửa, luôn phải nâng cao văn hóa ứng xử nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, với phương châm thực hiện 4 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, 4 luôn, mỉm cười, nhẹ nhàng, lắng nghe giúp đỡ, và 5-0, không cử quyền, hách dịch, gây phiền hà, không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không xu nịnh, chạy chọt, gian dối, không lợi dụng quyền hạn chức vụ trong thực thi công vụ. Và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện của xã hội, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác giám sát đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ của địa phương, của đơn vị, và tăng cường thực hiện đối thoại của người dân để nắm bắt những tâm tư, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để từ đó đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai sớm tham mưu ban hành bộ tiêu chí đánh giá mô hình chính quyền thân thiện. Các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện đúng mục tiêu hướng đến chính quyền thân thiện.